Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay công ty cổ phần xây dựng từ đường Kisato đang có mặt tại xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình để thăm cũng như kiểm tra tiến độ thi công công trình nhà thờ họ Nguyễn của gia đình bác Nguyễn Hữu Tuyến tại nơi đây. Thì công trình nhà thờ ba gian theo phong cách nhà cổ Bắc Bộ. Thì bây giờ sẽ giới thiệu về tổng quan khuôn viên cũng như là quy mô của công trình để mọi người có thể hiểu hơn về công trình này nhá. Thì công trình này bọn mình tư vấn thiết kế tổng thể là bao gồm các công trình là công trình nhà thờ, công trình nhà phụ trợ ở bên trái của công trình, và tổng thể khuôn viên thì có sân vườn, cổng, hàng rào đầy đủ nha mọi người. Thì tổng thể khuôn viên ở đây rơi vào khoảng hơn 600 mét vuông một chút nha mọi người. Ok, thì mình sẽ giới thiệu với mọi người về công trình chính của chúng ta ngày hôm nay. Thì đầu tiên là công trình nhà thờ với cái diện tích xây dựng rơi vào khoảng là 80 mét vuông cho cái phần mái nha mọi người. Mình tính là diện tích mái chéo. Công trình nhà phụ trợ ở bên hông đây rơi vào khoảng 60 mét vuông diện tích sử dụng. Thì công năng thì bao gồm là một phòng khách kết hợp với phòng bếp, hai phòng ngủ và khu vực nhà vệ sinh chung thì được tách riêng công năng nha mọi người. Thì mình sẽ giới thiệu mọi người chi tiết về công trình cũng như là cái tiến độ mà hiện tại đang thi công. Thì công trình của chúng ta là công trình nhà thờ, là được làm là theo cái kiểu là bê tông giả gỗ nha mọi người. Thì với rất là nhiều những ưu điểm siêu việt thì các bạn có thể xem thêm những video mà mình đã chia sẻ cũng như là phân tích giữa công trình nhà thờ bằng bê tông giả gỗ so với những cái công trình nhà bằng gỗ hay là hoặc là kết hợp nha mọi người. Thì công trình này với kích thước chiều rộng tính phủ bì hai cột đèn luôn ạ, là 9m05 cho phần chiều rộng, và tổng cái chiều sâu tính phủ bì phần cột đèn cũng như là cái phần tường ở phía sau sẽ rơi vào 8,935m nha mọi người, thì cũng tương đối là rộng rãi đúng không ạ. Thì công trình nhà thờ ba gian với kích thước là ở đây là gian giữa là rộng là 2m68, hai gian hai bên là 2m6 nha mọi người. Thì cũng tùy vào cái quy mô thờ cúng cũng như là tùy vào gia đình mà mọi người chúng ta sẽ có những kích thước khác nhau, cũng như là các bạn nếu mà các bạn theo dõi nhiều những cái công trình bọn mình đã làm thì cũng có rất là nhiều những kích thước khác nhau sao chúng ta rơi vào những con số đẹp và phù hợp với lại từng gia đình. Tiếp theo là cái chiều sâu, thì chiều sâu của cái phần gian hiên đây sẽ là 1m35, chiều sâu của phần gian giữa là 3m7, đó là cái gian mà chúng ta sẽ thờ cúng luôn ạ, cũng như là kê đồ nội thất ở bên trong. Và khu vực của chiều sâu của cái gian thờ sẽ rơi vào 1m53 nha mọi người, thì cũng tương đối là rộng rãi đúng không ạ, cho cái phần bên trong thì các bạn có thể cảm nhận được so với cái phần bên ngoài. Thì tiến độ thi công hiện tại như mọi người có thể xem qua hình ảnh flycam thì sẽ thấy được tổng thể hơn là những cái khu mà mình quy hoạch ra là để vật tư vật liệu rồi những cái vật liệu hoàn thiện thì hiện tại thì cũng đã được vận chuyển và đưa đến công trình rồi. Thì mình sẽ như các bạn thấy đó là hiện tại đang ví dụ như ở phần bên trong đây thì hiện tại nó đang là chát tường cũng như là chát cột, hệ thống điện thì cũng đang đi tương đối là cơ bản đầy đủ rồi, kết hợp với đó là chúng ta gắn hoa văn cho cái phần hệ con trồng như là hệ vì kèo mái nha mọi người. Đấy, thì cũng rất là đầy đủ quá giang, thì chiều nay thì cũng sẽ đi hoa văn hết. Còn bên ngoài thì cái bức tường ở phía bên phải đây thì cũng đã được xử lý xong rồi, sau này tường hai hồi chúng ta sẽ còn ốp cái phần gạch thẻ một chút nữa thì nó sẽ còn đẹp hơn rất là nhiều. Bên trên thì cái phần bờ nóc thì cũng đã được triển khai, và hiện tại thì ông đang là chuẩn bị là xử lý cái phần hoa văn ở bên trong để cho đẹp. Và phía trước mình đây đó là cái phần hệ bậc ngũ cấp, thì cái phần thô thì cũng đã được làm rồi, thì các bạn có thể thấy là đây sau này sẽ là cái phần cốt sân của công trình nha mọi người. Các bạn có thể thấy là cái cốt hiện tại đây nó vẫn còn đang thấp hơn so với cái cốt mà sau này cốt sân thực tế rất là nhiều. Đây nó sẽ rơi vào khoảng 5-60 phần nha mọi người ạ. Hai phần cột đèn hai bên đây thì cũng đã được đổ đế bê tông và xây be bằng cái phần tường gạch này cũng rất là chắc chắn. Đây thì hiện tại đang chát ngoài đây của phần bên hông này, thì chát ngoài đây mình chát hai lớp. Đấy, một lượt là để làm sao cho đảm bảo cái khả năng chống thấm chống nóng cho công trình. Và bọn mình cũng đã sử dụng toàn bộ gạch đặc cho công trình này nha mọi người. Ok, thì tiếp theo sẽ mời mọi người chúng ta cùng đi tham quan cái bãi vật tư vật liệu. Các bạn thì thấy đây là cái khu vực là chúng tôi mình tập kết cái phần ngói sò, thì khả năng là đầu tuần tới bọn mình sẽ lợp ngói cho cái công trình này. Thì tiến độ hiện tại mọi người cũng đã lợp xong cái phần chiếu rồi, cũng như là phủ phẳng cái phần mái rồi, chúng ta làm vữa ba ta là chúng ta có thể gắn được cái phần ngói lên thôi. Ngói của công trình này sẽ bọn mình sẽ tính với cái diện tích mái chéo nó rơi vào khoảng hơn 80 mét vuông thì sẽ sử dụng là khoảng 1 vạn ngói sò nha mọi người. Ngói chiếu thì khoảng 2.200 là cũng tương đối là đầy đủ rồi.
Ví dụ như cái phần vôi đây thì khoảng 8 tạ là sẽ thoải mái cho cái công trình này nha mọi người. Ok, và sau đó sẽ xử lý là cái phần gạch lát nền. Gạch lát nền đây thì sẽ rơi vào khoảng hơn 50 mét vuông cho phần gạch lát nền. Và cái cột ở đây thì hiện tại thì cũng đang xử lý chát đồng đồng nha mọi người. Kích thước của phần cột thì các bạn để thấy là 28 cho những cái cột hiên và những cột sát tường. Và những cái cột cái thì chúng ta sử dụng là cột 30 nha mọi người. Thì xin mời mọi người cùng chiêm ngưỡng cái sản phẩm cũng như là để hiểu hơn về cái quá trình thi công chọn gói công trình nhà thờ, công trình từ đường của công ty cổ phần xây dựng từ đường Kisato, để mọi người có thể hiểu hơn cũng như là có thêm những kiến thức thì có thể áp dụng cho công trình của nhà mình. Và vừa rồi thì các bạn cũng đã cùng với lại công ty cổ phần xây dựng từ đường Kisato đến thăm và kiểm tra cái tiến độ thi công công trình nhà thờ họ Nguyễn của gia đình bác Nguyễn Hữu Tuyến tại Phú Lương, Đông Hưng, Thái Bình, để các bạn có thể hiểu hơn về công trình họ mình đang thi công chọn gói cho gia đình nhà bác tại nơi đây. Thì nếu mà các bạn cũng đang cần một đơn vị tư vấn thiết kế những mẫu công trình từ đường, công trình nhà thờ trên khắp 63 tỉnh thành thì có thể liên hệ với bọn mình theo số hotline bên dưới, để công ty cổ phần xây dựng từ đường Kisato sẽ kiến tạo cho mọi người những không gian nhà thờ, không gian từ đường hợp lý nhất và phù hợp với lại từng gia đình, thể hiện cái phong cách, tính cách cũng như là truyền thống của từng gia đình. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của công ty cổ phần xây dựng từ đường Kisato, cập nhật tiến độ thi công cũng như là giới thiệu mọi người về những cái công trình từ đường bọn mình đang làm trên 63 tỉnh thành. Xin chào và hẹn gặp lại. Từ đường Kisato là đơn vị thiết kế và thi công từ đường nhà thờ họ thuộc top 1 cả nước, với đội ngũ thiết kế và thợ thi công lành nghề, dày dặn kinh nghiệm, tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng. Chúng tôi đã hoàn thành rất là nhiều dự án trên khắp 63 tỉnh thành. Kisato luôn khuyến khích mọi nhân viên, mọi phòng ban ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động nghiên cứu, sản xuất, quản lý, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng của sản phẩm dịch vụ. Với đội ngũ thi công được trang bị máy móc tiên tiến để đảm bảo quá trình thi công được diễn ra một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng. Bên cạnh đó, phương châm làm việc từ tâm và lưu nét đẹp truyền thống dân tộc, chúng tôi luôn lấy khách hàng làm trọng tâm, lấy tốc độ làm thước đo, lấy công nghệ làm bàn đạp. Cùng với sự nỗ lực học tập không ngừng, chúng tôi luôn đem đến cho khách hàng công trình đảm bảo về mặt chất lượng, tinh tế về mặt thẩm mỹ và tâm huyết trong từng dự án. Rất nhiều công trình đã được chúng tôi hoàn thành như từ đường 3 gian 2 mái, từ đường 3 gian 4 mái, từ đường 2 tầng 3 gian 8 mái, từ đường 5 gian, từ đường chữ đinh, từ đường chữ quốc, từ đường chữ nhị và hàng loạt các công trình khác được triển khai trên toàn quốc. Sự khác biệt của từ đường Kisato so với những đơn vị khác đó là phong cách làm việc chuyên nghiệp, bài bản với hệ thống thiết kế thi công chọn gói đồng bộ, cùng với đội ngũ tư vấn, quản lý, chuyên môn, giám sát, sáng tạo và giàu kinh nghiệm. Hiểu được tấm lòng, hiếu kính hướng về tổ tiên, chúng tôi luôn lắng nghe và chia sẻ kinh nghiệm làm việc cùng quý khách hàng. Sự hài lòng của quý khách là niềm vinh dự của chúng tôi. Bằng sự tận tâm, nhiệt tâm, chúng tôi luôn tự hào là đơn vị top 1 được khách hàng tin tưởng trong việc lựa chọn thiết kế, thi công từ đường, nhà thờ họ với tôn chỉ làm đẹp từ tâm.